Mình sẽ sử dụng cái motor giảm tốc này để làm một chiếc xe lửa đồ chơi cho con mình nha các bạn. Dùng một que gỗ để dán lên trên. Mình sẽ gắn cái bánh xe vào cho nó. Dùng cái nắp chai ha. Gắn cái trục bánh xe đằng đây. Làm cái phần đầu của xe lửa. Dùng một miếng giấy bìa gắn cái công tắc vào. Gắn cái nguồn pin cho nó. Làm phần đầu xe. Để xuống đất.